Khu du lịch Tam Chúc, 3 sao Hà Nam được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, nơi khoác trên mình vẻ ngút ngàn và đẹp như cõi mộng, nơi mà du khách đến sẽ cảm nhận được sự thuần khiết, thanh bình và yên ả đến lạ thường. Dạ vâng ạ, chào các anh chị. Các anh chị ơi, xin phép một chút, đó chính là lịch trình tham quan của đoàn nhà mình thì sẽ có thời gian từ 30 đến 35 phút các anh chị di chuyển trong lòng hồ Tam Chúc và được tham quan một địa điểm rất nổi bật ở giữa lòng hồ, chỉ có du thuyền mới được ghé vào đây để tham quan thôi. Đó chính là công trình đình làng Tam Chúc ở phía trước mặt anh chị. Đây là một công trình đặc biệt vì được phục dựng lại trên nền ngôi đình cổ có từ thời nhà Đinh cách đây hơn 1.000 năm về. Hơn 1.000 năm về trước thì đình làng có thờ ba vị, đó chính là vua Đinh cộng với hoàng hậu nhà Đinh là bà Dương Thị Nguyệt, cũng là người ở đặc xá Hà Nam và gần Đinh Lang Bạch Mã. Đến năm 2013, khi được tu sửa lại làm mới lại hoàn toàn rồi thì hiện tại đình làng Tam Chúc đang được thờ một vị, đó chính là thành hoàng làng của làng Tam Chúc có tên là Đại Càn Quốc gia Nam Hải. Và trong quá trình đạo vét lòng hồ Tam Chúc ở dưới này, ban quản lý cũng đã phát hiện được rất nhiều những hiện vật có từ thời Đinh Tiền Lê, đó chính là những chiếc bệ đá hình hoa sen hay một chiếc cột được sử dụng làm đàn đá để phục vụ cho vua chúa nghe khi xưa và những chiếc cột gỗ lim. Cũng chính vì tìm thấy những chiếc cột gỗ lim ngay dưới lòng hồ Tam Chúc mà ban quản lý đã quyết định là phục dựng lại đình làng Tam Chúc cũng được làm hoàn toàn bằng gỗ lim. Diện tích của đình làng hiện tại là 4.000 m² và những hiện vật trục vớt dưới lòng hồ đang được trưng bày ở trong sân đình làng. Ít phút nữa thôi cả đoàn sẽ được ghé vào đó để tham quan. Chùa Tam Chúc đang thiết lập một vườn cột kinh khổng lồ với 1.000 cột đá, mỗi cột cao 12 mét, nặng 200 tấn. Hiện tại đang dựng được khoảng 36 cột kinh do các nghệ nhân lành nghề Việt Nam tạc và dựng. Đây sẽ là vườn cột kinh lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Vườn cột kinh nằm ngay sau cổng Tam Quan. Đây là những cột kinh nguyên phục dựng giống bảo vật quốc gia cột kinh chùa Nhất Trụ ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Giữa khoảng sân từ Tam Quan tới Điện Quan Âm có 32 cột kinh được làm bằng đá xanh thanh hóa, cao 13,5 mét, rộng khoảng 2 mét, mỗi cột nặng khoảng 200 tấn. Đế cột là khối đá tròn được tạo hình cánh sen xung quanh. Phía trên phần thân cột là một đấu cột hình lục giác, phía trên đấu cột là một bát đỡ một nụ sen. Những lời Phật dạy sẽ được khắc lên những cột kinh này, để nhắc nhở thế hệ hiện tại, cũng như mai sau tu nhân tích đức. Năm 2000, khi khảo sát làm thủy lợi lòng hồ Tam Chúc, công nhân xây dựng đã phát hiện ra rất nhiều dấu tích các hiện vật liên quan đến chùa Tam Chúc xưa. Từ các hiện vật khảo cổ, bước đầu có thể kết luận rằng chùa Tam Chúc đã có niên đại trên 1.000 năm. Ngôi chùa được thi công bởi rất nhiều những người thợ thủ công lành nghề của Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Ngôi chùa Tam Chúc được xây dựng lại có tới 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật, được những người Hồi giáo Indonesia tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia sau đó đưa sang Việt Nam. Chùa Tam Chúc thờ những vị quốc sư có công phát triển Phật giáo Việt Nam như Sư Tổ Đạt Ma, Thiền Sư Khuông Việt, Thiền Sư Đỗ Pháp Thuận, Thiền Sư Nguyễn Minh Không, Hòa Thượng Thích Thanh Tứ. Chùa Tam Chúc thờ Phật, chùa Ngọc thờ tượng A-di-đà bằng ngọc nặng 1,5 tấn, điện Tam Thế Tam Thiên Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, điện Pháp chủ thờ tượng Thích Ca Mâu Ni, điện Quan Âm thờ Quan Âm Bồ Tát, Hòa Thượng Thích Thanh Tứ. Với những vẻ đẹp đã kể trên, chùa Tam Chúc xứng đáng là chốn bồng lai tiên cảnh, là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách thập phương tìm về. Và nếu có dịp, bạn hãy một lần đặt chân đến vùng đất hứa này, chắc chắn chùa Tam Chúc với vẻ đẹp nguy nga sẽ không làm bạn thất vọng.